mọi người đã quay trở lại với channel Tao Ích trong ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục đến với nhau trong một trận đấu Custom Mode. Vâng, trận đấu Custom Mode map 600K cùng bản 1.26. Và ngày hôm nay thanh niên của chúng ta tên là Rung Mama. Vâng, tên nghe như cú bà. Cái ông này làm nghề gì? Có lẽ là trong admin của thiết bị hộ chăng? Và như vậy, đợt ban đầu tiên Puka, Abron cùng với Silencer. Còn team 2 đợt ban Dean Chavis, Lucifer, Guy Doctor cùng với Viper vứt cho mình Orbi Clyde, Zorda, Polis cùng với lại Lai X và Fix Hack và Support hỗ trợ, phải nói là bút máu khá là bá đạo. Còn team 2, Puka, Kính Weaver, CD cùng với NA. Và lại là một cuộc đối mặt có của Kính Weaver cùng với Lai X. Và bộ đôi là có vẻ như là khá là thực diện với nhau. Ở rất nhiều trận chúng ta đều thấy bộ đôi đối mặt với nhau rồi. Ban đi ASEAN cuối cùng. Vâng, có lẽ trận đấu này Zorda sẽ là người đi solo lane, Lai X là người đi chip lane. Vì vậy là team 1 sẽ thiếu đi một siêu nhân limit của mình. Còn team 2 và Kiến Như Vơ sẽ là người chip lane, Puka của Lai X, CD là người limit. Và team 2 có lẽ sẽ pick một tăng cơ cuối cùng để đi solo lane. Vâng, có lẽ sẽ là Bodyback hoặc là Luxia. Đây là hai hero được lựa chọn hàng đầu được đóng vai trò làm tăng cơ của đi solo lane. Đã kinh nghiệm quá nhiều lần với được hai tăng cơ này đi diện trong team rồi. Và ban đi DK cuối cùng, và có lẽ là team 2 dự đoán dự truyền hình là Kraken thêm một pick DK cuối cùng ở limit. Đó, các bạn nhìn team 1 đang chat và có lẽ là có ý định pick bằng Leon Commando à. Con phe Go. Rồi tóm lại là không đọc định được. Tuy nhiên chúng ta có chiến thủ Nhật Kỳ trên Tây Ban Nha. Vâng, và như vậy là team 2 đã lựa chọn cho mình Luxia. Vâng, đoán chuẩn bài quá chuẩn của Gia Cát Tự đang ngồi đây trong đó. Luxia đã pick. Còn team 1 sẽ pick một siêu nhân limit. Rồi có lẽ sẽ là một carry tiếp theo. Còn inbox đầu, inbox vẫn chưa bị ban. Trận đấu lại inbox cũng là hợp lý. Còn pick LC trận đấu này và các thành viên lựa chọn Leon Commander. Vâng, tôi nghĩ pick Leon trong thời điểm này nó không có hay cho lắm. Vậy thì thanh niên nào sẽ đi mid? Vậy chăng LC sẽ là người đi mid? Vâng, vẫn là chip nam của Lai X rồi. Còn Lai X là một hero rất cần farm và bảo kê lúc đầu. Zorda sẽ là người đi solo lane. Như vậy là thanh niên cưỡi ngựa của chúng ta sẽ được free ra mid và đối mặt với TD. Vâng, cũng được. Có hai thanh niên tay ngắn như nhau, LC vẫn có thể farm được bình thường. Còn team 2 thì TD đi mid rồi. Chip nam của Kiến River. Luxia sẽ là người đi solo lane. Bây giờ thì tất cả đang kéo nhau và kéo tổ đội xuống bên dưới và cướp cái răng bên dưới đá. Tại nhiên này thì đang top là mid. Và điều chúng ta có lẽ là muốn KF mid của đồng đội. Và LC sẽ là người đi chip lane. Còn anh chàng Lai X sẽ là người đi mid. Và nói chung thì ông nào cũng được. Hai ông này đi cùng với KD thì có lẽ đều farm được Lai X hay LC. Vâng, bên dưới thì năm thanh niên team 2 đang bùa vây và bật smoke lên phi vào phòng Omni Clyde vẫn đang đứng ở đây. Có một pha lùi lại của TD vừa khớp chưa mất cái smoke. Vậy một pha vòng lưng, vừa nhìn thấy rồi. Vâng, bị chặn vậy vừa có lẽ là nền tảng yếu tố. Một thanh niên trong vàng chúng ta, cái tội đi lang thang rất đông hồng hát. Như vậy là nằm xuống. Phật Blood đã dành cho thanh niên. Như vậy là Phật Blood dành cho Luxia. Một tình huống đi do thám của thanh niên Omni Clyde mà gặp ngay đúng tổ đội. Gặp ngay đúng cớm bị xích cổ ngay lập tức.
player's forces are under attack. Vâng, và như vậy trận đấu này chia đang hơi dị. Ở mid chỉ là hai người, và như vậy một pha thả một đến từ anh chàng Kingover. Ở tờ đài pha đến cắm mắt vâng lại bị chặn, vâng một pha chặn hay lắm em yêu, và như vậy là làm xuống đến từ thanh niên này. Và một pha chặn tiếp theo, và như vậy là làm xuống từ thanh niên người cá. Vâng, tuần cũng khá là nhanh nhưng mỗi tổ là vẫn đéo sống được. Bây giờ thì ở mid có 4 người, cũng không phải đi solo mid nữa. Vẫn đây Kili đối mặt với Polis cùng lấy. Còn lấy cũng cắt máu khỏe nó vả, nhưng vậy đã hút máu được. Cái sự đăng đến từ anh chàng Kili. Bên dưới bot thì là solo của Omicron cùng với lại đặc tia. Trận đấu này đoán chầm con mẹ đã hết nam rồi. Bên dưới là solo của Omi. Một bên trên thì là Tuka cùng với lại Kingover đối mặt với LC. Mấy ông support của team 1 vâng chạy không mẹ đi đâu hết rồi. Và như vậy đánh nhau đến từ Fulit cùng với anh ấy. Vâng gọi ngay Sarda đại ca ra. Và như vậy đã xông lên. Vâng hút tốc xông lên của thanh niên Sarda. Vâng thanh niên này vâng muốn là một trang tăng tán trước. Vâng Sarda mua giày như vậy là vẫn đuổi kịp. Bây giờ thì sao vâng phản chặn đến từ Tuka thì mỗi tội là không chính xác. Vâng Sarda vẫn quyết định đuổi theo. Cũng sẽ là một cái stun tiếp theo. Vâng stun tiếp theo thì mà anh chàng ở đây vừa hú được cái TK rồi. Không giết được, không vậy với máu, phải nói là rất khó giết. A player's forces are under attack. Đằng sau chim nửa thì bị gấu bóc cực cổ cho gần vẹo. Còn chim cò với anh à, gấu anh là không sợ bất cứ thằng chim cò cả. Và như vậy là khó chặn đến từ anh chàng Tuka. Còn thanh niên Polis còn một ít nữa. Không còn 40 máu. Vâng, hai thanh niên đều không có giày và như vậy là tốc độ ngang nhau. Còn không gửi được, và chạy thoát đến từ anh chàng Polis. Ở bên dưới là vừa nãy là nằm xuống đến từ thanh niên Tini. Một tình huống đi ăn răng Tini vừa đã nằm xuống trong tay đấy. Và mắt bây giờ đã cắm ra rất nhiều lời. Vâng, như là hai cái mắt là đây là của chúng một cả. Chúng tôi hai thanh niên cắm hai cái mắt ở răng. Có lẽ là muốn xoay cái chỗ này nó rõ hơn. Cắm hai cái mắt liền, thì vậy là bên trên thì anh chàng LC lại tiếp tục làm xuống. Còn bộ ba Tuka, có Tuka trong team thì đi gánh rất là đáng sợ. Được cái chip lan cùng với lại Tuka, nó có cái gì đó đột biến và thanh niên team địch sẽ làm xuống lúc nào không biết. Còn bên dưới thì Omicron đang đỏ máu, còn anh vẫn đang đứng chiêu nhau với thanh niên Thái Thỏ. Đi cái lan này thì có lẽ là lấy vấn đề được đi có tất cả là cắt máu hồi. Và support của team 1 đảo khắp nơi, cái không đứng cố định một cái chỗ nào cả, và ở đâu cũng có mặt. Bây giờ thì anh ấy đang sát tách Crab rồi. Và lùa từ vâng từ Hải Phòng đến Hà Nội, từ Sài Gòn đến Hồ Chí Minh. Và bên dưới vẫn đánh nhau rất là ác liệt, mỗi tội là không có ông nào lòng xuống. Cả hai thanh niên đều đỏ máu, còn đắc tiêu còn một tí máu, còn đây là về đến chơi chả đắc tiêu rồi. Lại tiếp tục đi thích rằng của Tuka, như vậy là gặp nhau ở đây cùng với lại Polis. Và như vậy là đánh nhau luôn, một pha lăn vào đến chơi Tuka cũng kéo luôn ở đây anh bảo. Như vậy là lăn vào anh chàng Polis trong tiếng này, và như vậy Polis lăn xuống ngay lập tức. Còn thanh niên Polis tưởng là anh chàng Tuka lăn vào đợt xe ở sau. Như vậy là anh đã làm xuống, bây giờ đến lượt LC bằng bị trừ giáp mọi người sẽ làm xuống theo. Vâng, đấm cái gì trong tình huống này, và như vậy là cũng tiếp theo hai thanh niên đi cùng với nhau, như vậy chết. Tỷ số là 1-5. Vâng, có lẽ là cái khả năng đi ganh của thứ hai nó vẫn cao hơn thứ một trong trận đấu này. Vâng, thanh niên Tini rảnh rỗi và anh ngồi tóc của mẹ Crab về đằng sau. Không tập vàng một tóc về đằng sau để đem đi cho nó dễ. Vâng, thì ra đó là một chiến thuật mới. Vâng, một trận đấu có LC cùng với Sarda. Một trận đấu mà kiếm Kingover không lên được đi càng sớm thì có lẽ anh sẽ chết trong một nhạc. Một cái đua, một cái check là chết luôn. Vâng, không có một tí hy vọng gì có thể chạy thoát được. Đấy, đã có giày đam.
bên dưới thì vẫn đang đuổi nhau đến từ Omni Clan cùng với lại Đắc Chia, còn hai đại diện vẫn đang chơi trò cướp bóc với nhau. Vâng, một pha phí thẳng lên trước của anh chàng ở đây, mừng rất thổ báo từ hôm nay. Như vậy, vâng, một pha cúp máu, vâng, một pha nâng kèo luôn, và bây giờ là non giới giúp cả, vâng, Sở Đan chắc là cố. Vâng, thanh niên Sở Đan là người bị chọn, và bây giờ đến lượt anh chàng Polis vâng nằm xuống theo, một cái đi cây đến từ anh chàng đây. Và như vậy là lại tiếp tục nằm xuống đến từ thứ 1, vâng, 1-7 rồi, vâng, tỷ số có vẻ là, vâng, hơi lệch một chút, nhưng không sao, chúng ta cũng chờ đợi. Bên dưới thì mấy thanh niên vẫn đang cho đỏ xem là búp ai to hơn. Một ông thì búp đập, một ông thì búp thắng phép, vừa lao vào một pham. Một đi xuất hiện bên dưới. Vâng, với việc đi làm thế này thì đi muốn hạ đắp giờ cùng lấy là quá khó. Hạ đắp bằng skill cũng còn thua. Vâng, có lẽ là mặc mẹ đi, chúng ta cứ phạm thì có bờ linh ta chỉ giết người cho dễ. Và một vừa nãy một pha tê đen ra cũng cả của anh Phi từ dưới con ngải cướp mà thấy anh sẽ đắc nhiệm canh. Vâng, rất thổ báo cáo trồn đến từ thanh niên cướp cả của anh Phi chẳng bên trong một chấm nhau với anh chàng Polis. Vâng, 5 gàn đến từ anh chàng cướp cả rồi, và như vậy là cũng thắng phép lên của anh chàng Omicalai. Còn bây giờ thì chạy ra ngoài, bây giờ mới chạy vào khúc tốc đến từ thành tiền đất tiểu, chạy nhanh cùng kịp em yêu, và như vậy là chạy thoát. Và có lẽ là chưa thoát được, của về sở đang tí theo. Một cái stun và như vậy là nằm xuống tình huống này. Và mặc dù là khúc tốc cắn mô tô và đít vào rồi nhưng mà vẫn chết. Và tiếng nguy cơ trận đấu này bắt buộc phải lên bờ trên Nikan ngay đầu tiên. Anh không có Nikan một tí nữa, anh chàng LC với đại sở đàn nó không có linh, tôi lại sẽ tắt điện luôn. Vâng, và như vậy một pha đi trích răng của anh chàng Kiri bằng một combo và tiễn thanh niên người cá của chúng ta lên đường. Còn tại cái thời điểm này Kiri đã có level, còn level 7 rồi. Đấy, level 8, một tỷ lệ của Đấy nó vẫn đè lên được anh chàng Kiri. Mặc dù đã ăn được một mạng của Sở Đan nhưng vẫn không bù được cán lượng level đã mất. Để top thì Kiri vừa không có level 7. Còn LC đã có level 6, một cái thời điểm đầu game đã trôi qua và bây giờ đến được là chúng ta sẽ xem những thanh niên đi combat với nhau. Và bên dưới là đuổi nhau của các thanh niên, một con đen đắc chia sẽ chết hát. Polis vẫn đang cố đi theo, như vậy là gom lại đến dưới chàng đắc chia và bay lên của Polis luôn, một quyết tâm giết và còn nhiều máu đắc chia giết cái gì và như vậy là lùi lại. Và có lẽ là một pha bay lên để cho Omicron hút máu nhưng một thủ là đứng hơi xa. Ở một pha tre xuống dưới của anh chàng King Over, của thanh niên Omicron vẫn đang đứng phàm, một đỏ máu nhưng vẫn là rất là hổ báo. Vâng, có một pha phúc đệ đến từ anh chàng King Over nhờ mid, bây giờ là ulti đến từ anh chàng Omicron và cả hai đồng thời tre và phúc và kẹt xuống tre ngay của anh chàng Omicron. Vâng, tham bị thâm này thì bây giờ sẽ là thâm nhau nào. Vâng, một pha phúc máu mất hơn nửa máu đến từ anh chàng King Over. Vâng, phải nói là máu King Over quá yếu, vâng, 600 máu. Và bây giờ thì xông thẳng lên của anh chàng King Over một cái stun sờ đà, có lẽ là sẽ bỏ mạng tình huống này. Như vậy là một khoảnh chặn của Tuka nhưng không trúng. Như vậy là chết lại của King Over, và máu phải nói là như một tờ giấy. 600 máu, vâng, quá yếu trong carry. Vâng, bây giờ thì Tini vẫn chơi cái trò top vào, và như vậy là lần này top trúng. Bây giờ thì anh chàng ấy vẫn đang trúng nguyên. Còn một pha ulti để hồi máu. Vâng, phi thẳng ở bên trong trụ và đánh nhau cho nó công cuồng. Vâng, cúp máu công và cúp máu đến từ anh chàng Linh. Và chỉ khói của anh chàng Polis đứng sau và thanh niên ở đây vẫn nằm xuống. Và bây giờ đến từ anh chàng đi. Vâng, chọn Polis đằng sau và vâng, rất đông trong tình này. Và vẫn combo chúng và như vậy là Polis vẫn chết. Và một combo đã chết rồi. Và Tini cũng trở ra có lẽ không cứu được.
và thành niên của cái không gian hết, và như vậy là rất là lộng hành và anh đang tổ lái trong cái thời điểm này. Đấy, anh nên sang ghe trước và tránh đảm bảo cho được một combo CD không chết. Bây giờ một pha vòng lưng của anh chàng LC, và như vậy là nhìn thấy được đắc chia rồi, và sẽ làm cái đua không pha kéo ngược trở lại, và cố đua đến từ thanh niên LC, và cũng bỏ đến từ anh chàng Omega lại vẫn nắp đằng cực kỳ vận hành lắm trong tình huống này. Như vậy con đắc chia vẫn nằm xuống nhưng mà không ăn được đam. Bây giờ đến lượt Omega lại cũng nằm xuống theo, bây giờ CD cũng đã xuất hiện rồi, và LC sẽ nằm xuống trong tình huống này, tình huống mà hai thanh niên cố giành được anh chàng đắc chia nhưng cuối cùng là bỏ mạng cả hai. Còn Kuka cùng với lại gọi này xuất hiện rất nhanh, Kuka xuất hiện, và như vậy một pha lăn để cứu anh chàng đó chưa. Có một cú cứu không cứu được nhưng mà tránh cho việc anh chàng đó sẽ ăn được đam. Tỷ số 6-11, và như vậy là cũng là một con team như đó gọi là khởi sắc tỷ số 1. Một cái anh vẫn chết để được 6 người. Và team đi bây giờ đã có Berlin, còn đó chưa thì vẫn đang lên cho mình cái bên can. Player's forces are under attack. Rồi xe lên giày đam trước. Bây giờ anh sẽ đóng cái Berlin bằng người. Còn 400 tiền đến từ LC, và như vậy là gần lên được cái Berlin rồi. Và còn thiếu 1.800 tiền nữa thôi. Players' forces are under attack. A town is under siege. Vâng, tại cái thời điểm này đã có Berlin đến Syri, và chúng ta sẽ xem tiêu hao chiến tranh như thế nào. Một bên trên như vậy là lòng xuống đến Tukka dưới hướng này. Vâng, một pha quên người của đội 3 thanh niên của team 1, Tukka đã lòng xuống. Có lẽ trong tiêu hướng này là LC đã ăn được đam. Hai thanh niên đã dắt nhau đi xuống, đi đi cùng với anh. Vâng, giờ sẽ ăn một combo có lẽ sẽ chết luôn. Ta cũng xem là thanh niên này đi dò map kiểu gì, và như vậy là phi ra farm trên LC và TD sẽ quay trở lại. Và đúng rồi, nhìn được mặt anh chàng LC là thanh niên TD sẽ nhảy vào luôn từ đường này là chết. Vâng, nửa máu kìa, có một pha đọc map được không? Vâng, nhảy vào vâng chuẩn xác luôn, và như vậy là LC làm xuống ngay tức. Bây giờ đến giờ sở nà, vâng thanh niên hàn phong ta phải án ngay tức. Cả chữ cơ mục của anh chàng King Ever. Như vậy Anu chặn được bên trong Tuk và chặn đến từ anh chàng Tukka. Và Lai đã có được song kiếm cho mình, và lượng item của Lai có lẽ vẫn là nhiều nhất trong bản đồ này. Được limit của anh và anh rất xanh, và không ai hạ giáp được Lai trong cái thời điểm limit, và anh farm phải gần như là free. Bây giờ đang sổ lên một team 1, và team gì có lẽ ăn răng xong thì sẽ quay trở lại. Bây giờ thì đang có rất đông đến từ team 1 ở trong cái laptop này, có lẽ là LC cũng sẽ cái này lên đây luôn. Vâng, không phải LC sẽ xuống bot và farm, ở bên trên là có mặt của 4 người. Ông TD cũng đã quay trở lại bot, còn đang chia cùng TD. Như vậy là anh lại ganh anh trả LC tiếp theo. Và một Berlin vào và lại là anh chàng combo đúng, và như vậy là chết luôn đến từ LC. Một cái combo phải nói là cực kỳ đáng sợ. Bây giờ thì bên trên đang sổ và tận với trong tụ với chết người, và hai cái chết vào đầu và sở nà cùng với lại. Còn đây cũng là một bộ đồ đi ganh đáng sợ lắm đây. Như vậy là phúc bao đến từ đây nhưng có lẽ vẫn cứ nằm xuống. Một cái chết của anh chàng sở nà khiến cho anh vào nó cũng cấm. Còn đằng sau và như vậy là anh chàng Tukka nằm xuống trong tay Omega Knight cùng sở nà. Và thay đến này đâu nên là anh quy đâu rồi, và như vậy anh chưa có cờ đáp. Và anh chàng Polis và kiếm cái vơ đang cố giết Polis từ đỉnh này, và như vậy một pha hạ cánh đến từ thanh niên Polis.
Vâng, phải chạy ra ngoài chính giờ, không nhận ra cái thứ này rồi. Còn bên trong của như vậy, Daxia đang bị anh chàng lấy đuổi theo rất rác. Còn trong kiếm cùng với giày đam, còn lượng tốc của anh chàng kiếm cũng xin lỗi là của lái nó rất là nhiều. Chẳng ra cuộc chiến thì top đang rất là đông vui, và như vậy các thanh niên đang kéo nhau hết về thủ hợp. Vâng, các chi bàn đang tổ chức bên trên, như vậy thì cũng đã có mặt đây rồi. Tukka, Daxia và Lane cũng đã có mặt theo. Vâng, Lane đang vòng vào bên trong và như vậy lại chọn anh chàng ở đây cho phiếu này. Vâng, Lane chụp bóng và đoán quá nhanh. Và một pha lăn vào đến Tukka. Vâng, bây giờ thì hút cùng chi đến từ Omikalai. Vâng, khi đi đầu vâng vẫn chưa dám nhảy vào và như vậy mình chờ đợi. Vâng, hình như một pha bị mất vào Lane và nhảy vào anh chàng Puri đằng sau. Puri chết luôn rồi tiếng này và bây giờ đến lượt LC cũng sẽ làm có. Vâng, một pha cắm máu thành công đến từ LC. Cũng không chết được tiếng này. Vâng, trở lại sẽ là người nằm trở lại. Vâng, bây giờ đến lượt anh chàng Tini bị check và vâng một cái top của Tini để đáp người anh chàng lái trở lại. Vâng, rất hay, một cái top nó có thể đáp luôn được cả BKB nó đen người. Bây giờ đến lượt là phải chạy vâng một pha nhảy lên để tăng vâng top tắc tiểu là điều của tội là không có biết. Một pha hỗn loạn và có lẽ là do cái ulti của Daxia trong thời điểm này mà nhìn team 1 đánh bị loạn hết cả lên. Cái đánh không biết là đánh ai. Team 2 là người thắng combat trong tình huống đó. Omikala cũng đã lên được mê can. Vâng, LC lên bà Linh phải nói là hơi đầu lâu của anh. Thứ 17 rồi vẫn chưa phang được cái bà Linh. Vâng, 1k8 tiền. Và khi vừa đã lên được ngọc hoàng combo và có 900 tiền trong người. Có lẽ là anh sẽ sắp sửa lên được cái đi can cho mình. Còn lại thì vẫn là 4 đời trong cái thời điểm này. Còn trong kiếm giày đa mà bây giờ anh sẽ lên 4 bát. Vâng, ở vị trí có một pha sổ đôi đến từ các thanh niên team 2 và như vậy là nằm xuống của vâng thanh niên Polis từ tình huống này. Còn bây giờ thì bên trên là chẳng những cái vô đang bị quay và sợ đạp cũng mới nãy còn định băng trụ để giết người, nhưng bây giờ thì gặp ngay TD rồi và như vậy là một combo, một combo hit và bật mang chính thức thành công. Bây giờ thì sao, và như vậy vẫn nằm xuống đến từ chàng sợ đạp và một combo của TD và thanh niên sợ đạp còn đúng một chấm máu. Bên dưới là xe cũng đã lên được cái Berlin. Và trận đấu này Trà đang muốn lên Berlin thì có lẽ là hơi lâu. Vâng, rất là lâu luôn. Bộ đôi song sát. Vâng, nãy cùng với Trà Đa. Vâng, một bộ đôi phải nói đi ganh gây đam rất đáng sợ. Vâng, trận đấu này có lẽ là bù vào việc Trà Đa lên Berlin thì có LC nhảy vào. Vậy là có lẽ nãy sẽ lựa chọn LC để ulti. Và một cái sẽ bốc được bật lên của team 1 và như vậy là chui vào người của anh chàng đấy và nhảy vào như vậy ân lấy bị chọn trong tướng này và chết luôn. Không phải nói là lượng máu sụp quá kinh khủng và như vậy chỉ trong một giây đã chết. Để đến lượt anh chàng nó xìa bằng tăng cơ này và như vậy năm đến lượt anh chàng Tukka để mà lé và một pha lăn vào và bây giờ có lẽ là chết cả hai trong tướng này rồi. Như vậy là tướng Tukka và sau đó nó xìa cũng đang làm xuống theo. Còn bên kia được búp lên team 1 phải nói là rất là kinh khủng. Vâng, các anh đang thì cũng châu bò của mình. Double kill dành cho thanh niên Omikalai trong tình huống này. Bây giờ chỉ là về nhà thôi, còn có thằng nào ở đáp đâu. Còn TD đang có đá lên đường yên xa cho mình. Và kiếm Google đã có liên kết. Bây giờ sẽ là về nhà. Còn TD đang đi vòng lưng. Vậy là cái nhà đã nằm xuống và Sở Đa đang đi nan tham và có thể không có pha an toàn đi. Vâng, gặp nhau một xe chi được cắm ra ngay và như vậy là lộ rồi. Một pha cắm mắt ở bên ngoài, một thanh niên này đỡ xe chi trong người.
và Berlin và Áng của Kerry họ đánh rất tỉnh táo. Và bây giờ là khi trận đầu của các đội team một đang chơi trò vây bắt. Như vậy là Berlin về của Kerry thì có lẽ là sống. Vâng, Trà Đa có cái check của anh Đám Phi vào rất thổ báo và một cái sơ tâm đến từ anh chàng Trà Đa. Vâng, búp màu, vâng khi đó là búp kháng phép đến từ anh chàng Hoàng Việt Cà đứng ngoài. Và như vậy năn vào của Phúc Cà, còn lại anh Giang Tô ở giữa. Và anh chàng Polis bị chết trong tình huống này, vâng hạ cánh đi xuống và bị trong không có chết luôn. Bây giờ đến lượt này, vâng đen người lên nhưng và con đệ và như vậy nó không hồi được máu và lòng xuống ngay của lấy trong tình này. Và đến lượt anh chàng Trà Đa. Vâng, ở đây nó hạ cái cọc ra, vâng sờ lâu quả đi luôn. Vâng, nằm xuống hết trong tình này với nhau. Như vậy là ba thanh niên nằm xuống. Rồi xe là người chạy thoát. Vâng, như là còn Omic Clyde nữa, còn hai thanh niên cũng tham gia combat. Omic Clyde lên Van Vua, còn Vekan Van Vua và anh sẽ có nhiệm vụ lên giày xanh cùng với lại Tradition. Còn LC bây giờ sẽ đóng cái VKB trong hay là lên giày xô. Số là 14-20 và cách biệt nó vẫn là 5-6 mạng từ nãy đến giờ. Có lẽ là những combat liên tiếp và các team đang đổi mạng với nhau. Và bây giờ thì săn lại của team 2 và như vậy lăn vào đến Tuka. Vâng, thanh niên này phải nói chạy 10 mình chạy quá nhanh. Vâng, thanh niên Tuka lăn vào những mức độ là không đúng. Thì đi tiếp tục đi ăn răn. Và đã có bố bát đến từ thanh niên này rồi. Bây giờ thì LC sẽ lên chuẩn bị cái đầy xô. Vâng, lên tam trận đấu này chỉ cần một cái đủ LC thôi cho có một thanh niên nằm xuống, cũng phải nói nằm xuống rất nhanh luôn. Và khiến Weaver đã lên được Lincoln và có lẽ cũng sẽ an toàn được một chút. Và một cái check để mất đi cái Lincoln đến từ anh chàng Kim Weaver. Và bây giờ anh bị hồi xuống nhưng có lẽ anh sẽ chết. Và Onka cũng kháng phép cho LC, và đây cũng là một bộ đôi khá hoàn hảo. Và cũng kháng phép của LC, kháng phép cho LC để cho thanh niên đứng đứng. Tiếng Weaver sau khi lên Lincoln thì anh này lựa chọn lên Power Chip. Có lẽ là một lựa chọn lên đồ để cho nó chắc ăn. Bây giờ là có mốc và như vậy một cái check để bắt Lincoln và như vậy một phải EV ra ngoài của anh chàng cứu người luôn. Và hình như là tình huống đó là không đua được hay là không check được. Và có một cái skill đã bắt được cái Lincoln nhưng mà mỗi tội là vẫn không đua được. Và như vậy là nhảy vào đến từ team 2 như vậy là khi đi mở combat trong tiếng này và không chết vào cái này đứng ngoài và bên cạnh mới ulti được. Và bây giờ căng ulti ra đến giờ chẳng nói chuyện và vẫn chưa có ai làm xuống trong tiếng này và ti là người làm xuống đầu tiên. Bây giờ đến giờ anh chàng Fulit ulti và anh đứng tận bên trong rừng để mà hạ cánh. Còn LC đang đỏ máu và chạy ra ngoài và team 1 đã đỏ máu gần hết rồi. Và bây giờ đến giờ là team 2 phải chạy và kiếm Weaver cùng một đắc chìa và chạy ra ngoài hết. Và anh này đang đứng giữa. Và như vậy là Tuka bị lọt đằng sau một cái check và 5 vàng đến trên Tuka. Một chọn anh chàng Fulit trong tiếng này và chết luôn đến trên Fulit. Vâng hay lắm rồi. Một tình đi bài bác trong tiếng này rồi và như vậy đã combo lên người LC và LC làm xuống luôn. Còn lại anh chàng lấy, vâng anh gồ nhau với anh chàng thì đi luôn, không phải toán và như vậy cũng kháng phép đến từ Omicline. Sau đó hai thanh niên dắt nhau chạy về. Còn bên trên thì đuổi nhau của Doxia cùng với lại anh chàng Sarda, như vậy Sarda nằm xuống. Còn một combat phải nói là rất là hỗn loạn và một qua bờ linh lên đến từ Tilly và búp màu đến từ Omicline. Còn Omicline phải nói cũng khá hợp đúng rồi. Vanta, một xin lỗi là Vekan cùng với lại anh, cái Van Vua. Bây giờ là chu vào cờ đép của anh chàng lấy. Vâng, vẫn còn tuyệt chiều để sống còn thanh niên này của chúng ta. Và như vậy đợi cái xe nó bắn chết và chui ra đến giữa trái đấy còn lại chui ra và như vậy cũng không có những gì đi. Còn đen người quay lại và cân nhau luôn. Còn đấm đi, còn bên khác được bật lên rồi. Vâng, anh chàng ấy vẫn đang đứng giữa và cân nhau với lại cả team. Và Polis cũng đã xuất hiện. Còn như vậy một pha bay ra của Polis để giúp mạng. Vâng, tiết này phải nói là hơi khó. Một lượng máu 1.700. Một combo đi không chết rồi anh quay trở lại anh cào cho thì đúng là sắp vào lờ. Bây giờ thì đang đuổi theo và tốc của lái nó ngang tốc của kiến EV của kiến Weaver khi mà EV. Vâng, bây giờ đang đuổi theo rất là giáp đến từ các anh điên.
16-24 sau một pha combat thì tôi không biết là ông nào thắng ông nào thua. Forces are under attack. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi những giây phút combat tiếp theo. Bây giờ thì là chỉ có việc đi chung với nhau và đánh nhau thôi. Vâng, cái thời điểm farm đã qua rồi. Bây giờ đi tìm cái đen để farm đó, điều xa chỉ còn top lại. Như vậy là không target được, bây giờ đã target được rồi. Như vậy top được, mình còn lại lại. Trận đấu này có lẽ team 1, chỉ có team 2 thì mình vừa sẽ phải đến debut. Ông bắn khung tiền đến từ Omicline, vâng, chết Omicline phải nói là rất khó. Bây giờ đến nước anh chàng LC nhảy vào, đây chết luôn trong tình huống này. Còn lại vẫn đang đứng giữa cào, có lẽ Tuka cũng sẽ làm lại. Và một vàng ulti đến từ anh chàng LC và gom trở lại, vâng, anh chàng Tuka vẫn chết. Bây giờ đến lượt nào ulti đến từ Polis, vâng, phải chạy ra ngoài hết đến từ team 2. Vâng, có những cái skill phải nói là rất là khó chịu và khiến cho hai team đánh rất mất tay. Bây giờ đến lượt anh chàng LC sẽ làm lại trong tay của lại. Và úp tốc mà chạy, ông chạy nhanh còn kịp thằng LC nó đuổi theo kìa. Vâng, thì đem về, vâng, chạy nắp đèo, vâng, phất sai, vâng, hay lắm. Mà như vậy thì đem thành công. Thanh niên này cũng đã lên được Blink. Và đọc map của thanh niên này hơi bá đạo, và anh Blink lên trên muốn tự là đắp tiền thì đem về rồi. Còn bên dưới thì anh chàng Tiri đang in V 18-24 là cái tỷ số trong lúc này. Vâng, đắp tiền thì bây giờ bắt đầu lên cho mình cái văn vua. Vậy là Indem của Duxia cùng với lại Omicline có lẽ là nó cũng ngang ngang nhau. Soda có lẽ vẫn đang kích tiền lấy Blink và như vậy là 2k2 tiền lấy từ Soda rồi. Và sau đây anh sẽ có cái Blink trong người. Và một khoảng thời gian được giãn ra để cho các thanh niên hoàn thiện nốt những item cần thiết. Còn còn thiếu một tí tiền thì bây giờ chúng ta đi farm để cho nó hoàn thiện nốt cái item để trong combat đánh cho nó dễ. Và đề xô đã có những từ anh chàng LC, đó đạt đã có Blink. Cả thì vẫn là anh hùng chân đất áo vải của chúng ta, vẫn là cái giày đỏ thôi. Vâng, nhảy vào đến từ anh chàng đấy. Vâng, cắn nào với lại kính vườn gì muốn này. Một pha xuất hiện đến từ team 1. Vâng, như vậy là cái bóng của TD. Rồi đây TD đang đứng đâu rồi. Và như vậy là hai cái bóng để chiếm ngôi. Rồi Van vua cũng đã có đến từ anh chàng đắp chưa. Có lẽ combat nó sẽ lổ ra trên tóc ngay sau đây. A player's forces are under attack. Trận đấu mà hai team thi đấu cũng đang rất là bài bản. Còn support ra support và carry ra carry. Còn combat chúng ta có mặt đủ team hết. Còn không có những tình huống chết lỗi trong trận đấu này. Bây giờ sẽ đứng là cút nhà để dây 1. Còn trở ra vẫn đứng sau. Còn lại vẫn lựa chọn LC là người chui vào. Trận đấu mà khá là hoàn mỹ đến từ team 1 nhưng có những cái búp cũng rất là hay. Búp kháng phép của Omicline lên LC và LC nhảy vào vòng một đua và chàng lại bay ra và chết được những cây dù ngay lập tức. Chắc chắn là chết, không ai có thể sống được sau những cái đợt combo đấy. Và kể cả là Tilly còn đứng ở giờ phát là chết bây giờ.
Và như vậy là khiến người đã lấy được điểm phụ cho mình. Và lựa chọn lên điểm phụ là một điều rất sáng suốt trong thời điểm này. Không có điểm phụ và đánh cái thắng phép bóng với cái lái rất khó chịu. Forces are under attack. Bây giờ thì cả hai team đang giãn ra, còn có lẽ là chờ một cái thời điểm và tìm địch bị lỗi. Còn ba phòng mình dễ hơn. Trong cái thời điểm này nó đang rất là cân não. Còn bây giờ thì quyết định ăn rô xa để team 1 rồi. Và team 2 có lẽ cũng đã nhận ra một sơ mốc được bật lên của team 2. Một cái anh đang cua ra một cách rất nhanh. Còn cắm mắt ra của team 1 có lẽ cũng nhìn thấy một chàng chỉ cắm ở trên kia. Và bây giờ một cắm cọc bên trên của anh ấy. Vâng, như vậy là một pha đoán map khá là chuẩn xác. Bây giờ là anh chàng chính vơi đi vào. Vâng, cái đi kia là bất chờ ăn cái đùa của LC trước luôn bây giờ. Vâng, anh chàng nãy vẫn đang chiêu nhau với người đá. Vâng, giao thông chính trả giao à. Bây giờ thì sao? Vâng, như vậy là lùi ra cả hai team mà không ông nào ăn được ông nào. Vâng, như vậy nhảy bên đến từ anh chàng ấy. Vâng, chọn anh chàng bước cao chúng lại có 5 cộng. Vâng, như vậy là đùa đến từ LC. Chết luôn đến từ Zuka. Bây giờ đến từ Sở Lan nhảy lên. Anh chàng đó xe đang bị giữ lại. Vâng, có combo skill gì thì combo đi. Và như vậy là Polis đứng sau và ăn cái combo SCD và chết luôn. Vâng, 1 đổi 2 cho tình huống này. Một support, Polis đã đổi với 2 support của thứ 2. Vâng, vẫn là phải chạy ra ngoài của anh chàng King River. Vâng, CD đã trên đà về. Vâng, 1 đổi 2. Như vậy là team 1, vâng xin lỗi là 1 đổi 3. Và như vậy là King River vẫn nằm xuống. Vâng, một cái chết của anh chàng Trà Đa khiến cho King River rất mất tay. Bây giờ thì là làm thằng người đá thôi. Còn như vậy là cái hội trình sẽ nằm trong tay team 1 trong cái thời điểm đầu tiên này. Và 3 cái bờ linh đến từ team 1. Còn tiếng River bị check và có lẽ anh muốn chạy là điều không thể. Vâng, LC bây giờ cũng đã lên được cho mình cái hai bữa tôn. Có lẽ anh sẽ cứu bắt giáp cuối luôn. Vâng, bây giờ thì xe này đã rất đông đến từ team 2. Vâng, LC đã cũng phải khám phép bỏ với Clive và chạy về luôn lập tức. Vâng, nhảy vào vâng một pha đọc map và đón thần con mẹ Thành đến từ thanh niên TD. Vâng, thanh niên đó Clive đang đứng rất bên trong và như vậy đọc map rất chuẩn. Một combo và thì vâng One Piclai không nghĩ là mình lại chết trong tình huống này và như vậy làm xuống. Và thanh niên đang giúp trong rừng còn quay tay các kiểu là điều thì thanh niên TD bắt được quả tang. Vâng, cái tội đi vào rừng quay tay. Và bắt bài của TD. Vâng, anh đoán map của nó rất chuẩn và anh biết là bình thường thì anh cũng hay làm thế và như vậy anh biết là thanh niên TD đang quay bên trong rừng. Bây giờ thì có hồi sinh và team 1 không hề vội vàng một chút nào, một cái vẫn đang đánh một cách rất cẩn trọng. Còn bác cuối đến từ anh chàng lái rồi, một lượng đam của anh bây giờ nó rất là to. Không phải nói là đam khá là nhiều, có lẽ là nhiều nhất trong bản đồ này. Manta đã có đến từ anh chàng Dilly. A player's forces are under attack. Cái điểm phụ kiến River thì vẫn là điểm phụ của mình đi can. Còn đây sẽ là những cái Manta tiếp theo. Và một cái Manta để né là cái check của Trở Đa. Không bị cái check vào người, và nó rất là mất tay. Khi mà việc bị phó sai và mấy thanh niên nhảy lên, có lẽ chết trong ngôi nhà. A player's forces are under attack. Bây giờ là một pha sờ bốc tiếp theo đến từ team 1. Và cỏ đi sườn đã có và bây giờ xa lên cái gậy xanh đến từ On The Climb. Vâng, xui vào người Trở Đà và như vậy nhảy vào đến từ anh chàng Trở Đà. Vâng, anh chàng vâng bị vâng chết luôn. Một tình huống phải nói là cái stun khiến cho King River không chạy được.
bây giờ đến giờ anh chàng Túc Ca hôm nay chạy lên với anh hổ báo Túc Khắc thì có cáo trồn, và như vậy là lâm vào đến giờ anh chàng Túc Ca. Vâng chọn con Grab, và như vậy là cúc máu đến giờ anh Grab và chết luôn. Vâng, cờ đi chuẩn và lên, vâng, hai thành niên của team 1 vẫn đang đứng vào nhà. Có lẽ sẽ là Vega thành công cái đen này bằng sức mạnh của carry của team 1, bây giờ nó đang là rất đáng sợ. Vâng, LC cũng lấy, vâng, hai con quái vật của chúng ta. Với sự support của Polis của Sở Đàng và Omicline đứng sau, đây có lẽ một cái đội hình cũng rất là đáng sợ đây, còn đánh kiểu gì. Đáng phép của Omi búc lên người LC và nhảy vào của Sở Đàng. Có lẽ sẽ là một hai người làm xuống ngay tức. Sẽ là khá là bất lực đến từ team 2, chúng ta đang đứng nhìn các thanh niên team 1 phê nhà. Đập đến nhà rồi mà nhưng mà không đánh được. Vẫn đang đứng ở trung tâm bên trong. Liệu có combat không? Kính cơ vơ đã không còn, như vậy là một pha bỏ len. Còn Mega thì Mega chúng ta không nên liều, như vậy kính vơ cũng đã xuất hiện rồi. Và bây giờ sẽ bắt cóc một trong những người này trở lại. Còn Omicron kia như vậy là hạ cọc ra đến giờ đây. Còn Kim Nhi không dám nhảy lên chúng này, bây giờ thì mới nhảy một pha chặn đến giờ cho chúng ta. Còn lại nhảy thì mỗi tội lượng máu của lại nó quá nhiều. Bây giờ quay cực trở lại và cân nhau luôn. Còn một cái cũng không đi đến từ Omicron, có lẽ là thua đến từ chúng này cho chúng này. Và bài bác đến từ cái kẻ đi rồi. Vâng, cờ những sơn được bật lên các kiểu và Omicron sẽ nằm xuống trong tay của chàng Kingiver. Vâng, nằm xuống và bắt được trở lại của Kingiver. Vâng, rất thay cho tướng này, và bây giờ Sardar cũng đã nằm xuống trong tay của Tiri. Vâng, này chính là X, vâng, bướng à. Vâng, bướng thật, và như vậy là thanh niên Tiri vẫn bị vả chết. Vâng, như vậy một phát năm của Tuka có cứu được. Vâng, và chàng này đã nằm xuống, và bây giờ vâng, Tiri cũng đang nằm xuống theo. Vâng, Polis cũng sẽ nằm xuống tướng này, như vậy là chết hết đến từ tim 1. Và bây giờ thì anh chàng ấy mới quay ra, như vậy làm có. Vâng, LC chết thì anh chàng nãy mới quay ra. Bây giờ đến trận LC và mình cân tim. Vâng, 1 đánh 3 cho tình huống này. Vâng, đang bị burn. Vâng, burn rất cắt kiểu, và như vậy chết mẹ nó rồi. Vâng, nguyên nhân thì cũng sẽ làm có. Vâng, tỷ số 2731. Vâng, một tình huống mà đánh rất là quy củ đến trận team 2. Vâng, anh đợi cho kính cái cô sống lại rồi mới không bắt. Vâng, một cái đen bỏ cũng được, không vấn đề gì. Vâng, vẫn là phải buy back đi cho Tiri mới có thể thắng được combat này. The player's forces are under attack. Vâng, 2 đam Mega. Vâng, với lượng đam của team 1 trong thời điểm này phải nói là nó rất là nhiều. Đầu xe cùng lấy. Còn hai con quái vật này nó chỉ cần chọn được một cây hero, đó là Kingiver của team 2 thôi, là một chuyện có lẽ sẽ kết thúc. Một là vô Kingiver, hai là anh chàng Tiri, có lẽ là đã trận đấu đã xong luôn. A player's forces are under attack. Cả hai đều được cúp cắm phép các kiểu, vừa lại đang người và LC được cúp cắm phép của Apicline và team địch có lẽ là đứng nhìn không làm được một cái gì luôn. Sở Đàng cũng đã lên được cái phốc giáp cho mình. Và như vậy là đã có đề xô đến từ Kingiver. Và bắt đầu anh phải đu đàm rồi. Đu đàm bắn nhau với LC của anh ấy. Túc Ca cũng đã lên được cái Berlin. Còn thân phận support của anh TikTok 35 anh cũng đã lên được Berlin rồi. A player's forces are under attack. Bây giờ thì có búa xếp đến từ anh chàng lấy. Còn lượng hit damage của lấy nó cũng đã gần hoàn thiện. Không còn thiếu một slot nữa. LC đã lên đến giáp cuối và anh bây giờ anh sẽ lên cái màn sát tiếp theo. Còn lượng tốc của LC bây giờ rất là nhiều. Thì đang bây giờ nó gần như là móc đồ đến từ các thanh niên team 1 rồi. Và cả hai thanh niên ấy cùng LC cũng có lẽ là hai thanh niên này đang nhiều đấu rất trong cái bản đồ này. Còn TD bây giờ bắt đầu lên gậy xanh. Và anh chàng Kingiver sẽ lên clip đam cho mình. Còn bằng mọi giá lên đam, vâng, chúng ta chỉ lên đam thôi. Forces are under attack.
và combat tiếp theo sẽ được lộ ra. Như vậy là team 1 sẽ lựa chọn là bay luôn, không cho chúng nó bay, chúng nó farm. Còn giờ đang tiếp tục nhảy vào và ôm theo lấy và nhảy vào. Như vậy team vừa lại tiếp tục bị chọn và như vậy là không vào một cách kịp thời đến giờ chặn team vừa. Vâng, lượng máu team vừa chụt của nó quá nhiều và như vậy là một pha cũng gì nữa. Omega Knight cũng gì nữa chặn đắc tiền và không đi tiếng ngoài và bật Crimson lên rồi. Và như vậy là team 2 đã có người làm xuống và bây giờ đến giờ anh chàng Sarah và cái cờ Crimson đang bật lên kìa. Và như vậy là làm xuống đến giờ Sarah. Còn bây giờ thì còn ai cũng hai team đều đã chết đi một người và cuối cùng cũng đã hạ cũng gì xuống rồi. Và như vậy là vâng, team 2 chết đi hai người và team 1 chết đi một, và có lẽ combat này thì team 1 vẫn thắng. Còn lại cùng bây giờ chơi nó vẫn còn sống người và có bò đến từ team và chết luôn trong chúng này. Còn lại vẫn đang cố phá nhà và cố quyết tâm phá nhà và phun thủ đến từ team 1. Vâng, còn lại chỉ phá nhà và chơi giao công và như vậy là chàng TD vẫn không đủ tên tuổi đánh nhau với chàng này trong tiếng này rồi. Và như vậy làm sống này còn lại nó vẫn còn sống và như vậy là Obicala cùng Polis và hai support vẫn còn và một mình thì lại nó vẫn còn cân nhau được và kính vừa đuổi theo hai support và có lẽ là không ăn thua rồi. Còn đánh lại hai support đứng sau thì không đánh được và đuổi support thì lại phá nhà và có lẽ trận đấu này là thua của team 2. Còn quá khó đánh còn trong cái thời điểm này để cho KD của team 1 nó quá khỏe rồi. Vâng thì phun đầu vào một ulti đến giờ chàng Tuka vâng sẽ làm xuống đến giờ chàng này. Bây giờ đến giờ Polis vâng chạy à vâng chạy lên quận tiếng này và như vậy làm xuống luôn. Vâng mặc dù rất đợt mà đã Mega thành công vâng bây giờ thì đáp kiểu gì ulti đi không có gậy xanh khiến Weaver thì bắn từng con một thì đáp lên không thất vâng có lẽ là xây GG đi là vừa. Vâng, Omicron gậy xanh gốt và item của Omicron nó cũng rất nhiều rồi. Vâng, Cardiff Dam đến từ anh chàng Kiwi Weaver. Số là 33-15. Và lượng tiền của team 1 chúng ta có thể thấy vâng nhiều vô cùng và ông nào cũng 7,800-2,000 tiền và 2,900-3,000 đến từ LC. Bây giờ sẽ tình huống đi ăn Zosan tiếp theo. Và đặc biệt là có 3 cắm 1 tiền và anh để thành tiền của Death để game sau. Và game này có Death thua rồi để game sau để tiền thua cho nó nhiều đồ. Và như vậy là Zosan sẽ nằm xuống và cái ủi sinh sẽ nằm trong tay của team 1. Và có lẽ là sẽ tiếp tục là người cầm ủi sinh. Vâng, chiến thắng đã gần kề. Như vậy là lại tiếp tục tui vào người của anh chàng LC của lấy. Vâng, tui vào Sera chứ không phải LC. Tui ông nào cũng được. Nói chung là giờ tui vào sẽ có người, cũng có mạng. Vâng, đáp nhà đến từ team 2 thì có lẽ là không thể là đáp được. Vâng, thay nhiên Tuka đúng một bộ chết luôn. Một thủy vào đầu là chết và bây giờ đến giờ anh chàng kính hướng tiếp theo. Vâng, có lẽ là kết thúc của trận đấu này. Vâng, một pha có bác đầu ra và team 1 toán thắng. Hai toán thua và như vậy là chạy về của hai thanh niên vâng chạy đi đâu từ này như vậy là lan vào chúng ta để lé có lẽ vẫn cứ làm xuống rồi và chúng ta sẽ làm xuống còn đang kia đang chạy ra ngoài vâng chạy có thể nhân chúng ta năm để của linh về vâng cũng giữ được mạng của mình trong tình huống cuối cùng vâng một trận đấu mà team 1 có lẽ là chiến thắng xứng đáng cái combat phải nói là lần đẹp hay và đẹp mắt hơn nhiều và tất cả mọi người đã theo dõi trận đấu và đấy cùng lần chúng ta gặp lại nhau trận đấu tiếp theo và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại và nghỉ lần này cũng sắp ra để ủng hộ cho mình.